Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video cực kỳ thú vị luôn. Phải nói là mình vừa lên hình này, mình vừa ở trại của mình này, cũng như là mình sẽ cho anh em một cái nhìn thật là lý thú về một cái loại bồ câu, đó là bồ câu gà Mỹ. Đây anh em ạ, đây là bồ câu gà Mỹ nhá, đang đẻ anh em ạ. Cánh nó sẽ anh em có một cái lưu ý, đó là khi mà chim bồ câu á, con mái á, mà khi mà cánh nó sệ sệ đúng á, là nó đang đi đẻ đấy. Thì tầm khoảng là 2 ngày nó sẽ đẻ xong trứng của nó, mỗi lần đẻ là 2 trứng anh em ạ. Thì cũng có một số cái trường hợp đặc biệt, đó là chim bồ câu đẻ 3 trứng. Nhưng mà cái tỷ lệ mà nó nở hết 3 trứng thường thường nó không cao đâu anh em ạ. Thường nó sẽ có một trứng hư nhá. Và cái trứng thứ 3 thường thường nó bé. Nó bé hơn hai cái trứng kia rất là nhiều. Nên á, thì chính xác nhất á, là chim bồ câu chỉ để 2 trứng thôi anh em ạ. Nếu mà anh em nào mà hỏi chim bồ câu đẻ 4 trứng là mình nghe là mình xỉu quá. Đây anh em ạ, chim bồ câu đang đẻ hết rồi. Cùng vào mấy em nhá. Những cặp nào á nó chịu ấp á thì mình sẽ cho nó ấp luôn anh em nhá. Còn đa số ở trại mình có cho ấp bằng máy ấp trứng. Ở trại mình có mua máy ấp trứng mà, nên mình cho nó thải máy ấp trứng luôn. Thì đây anh em, cặp bồ câu gà Mỹ của mình, anh em thấy con này chưa? Anh em thấy khác gì con gà đâu ạ? À? Nó rất là hung dữ luôn, nó còn mổ mình anh em ạ. Nó còn mổ mình này. Thì mình sẽ thu phục con bồ câu này. Nó mổ rất là rát nha anh em nha. Mổ rất là rát nha. Có vẻ như là nó đang nghĩ là mình tấn công trứng của nó nên nó mổ mình. Anh em xem này, đúng như tên gọi của nó anh em ạ, bồ câu gà, bồ gà Mỹ đấy, rất to. Trọng lượng của nó thì dao động khoảng 9 lạng đến 1 kg nha nhé, một con nhé. Mình không biết những anh em khác nuôi như thế nào, nhưng mà ở trại của mình thì cái trọng lượng của nó rất là nặng. Nhiều anh em khác nuôi nhé, anh em lưu ý một điều, đó là bồ câu gà Mỹ ở những cái vùng miền khác nhau á, thì cái trọng lượng của nó không đạt, nó không đồng đều với nhau. Nhưng nhiều khi anh em gọi hỏi mình nhé, bồ câu gà Mỹ được một cặp 2 kg không, thì mình hay trả lời là tùy người nuôi và tùy vùng miền nuôi. Đặc biệt có một cái mà anh em phải nói là anh em đáng lưu ý, đó là nhiều rất là nhiều cuộc điện thoại gọi điện hỏi mình mua chim bồ câu gà, nhưng mà anh em thích cái loại cái con đấm nó to 2 kg. Nhưng mà mình cũng chia sẻ rất là nhiều tại sao anh em lại thích cân nặng của nó ạ. 2 kg ok, nhưng mà có một cái, đó là anh em phải nuôi rất là lâu rồi thì cái trọng lượng của nó mới đạt được như vậy. Nên khi mà trại mình bán thì là loại bồ câu trưởng thành chuẩn bị sinh sản thì cái trọng lượng nó không như vậy. Anh em nuôi thì nó đẻ rất là nhiều, và nó khi mà nó đạt được một cái độ tuổi thì cái trọng lượng của nó mới đạt được 2 kg anh em nhá. Nên anh em cũng phải lưu ý nhá. Thì bây giờ mình trả nó lại, mình cảm thấy bị nặng tay luôn anh em ạ. Thịt rất mập, mập lắm anh em ạ. Đây là những cặp bồ câu của mình là sinh sản hết rồi anh em nhé. Có một số những cái lồng mà nó chống trứng á, thì mình đã cho nó ấp bằng máy ấp trứng rồi. Còn những cặp nào mà nó chịu ấp thì mình cho nó ấp luôn. Đối với loại bồ câu gà Mỹ thì nó cũng có một số những cái màu á, anh em có thể nói là màu nâu đỏ, như ở trong video mình đang quay á, nó là một cái màu mà nó ưa chuộng nhất hiện nay và nhiều người thích. Tại sao ạ? Tại vì ở cái cổ của nó, anh em để ý cái cườm ấy, khi mà nó chuẩn bị đẻ nó đổ màu óng ánh á, người ta hay gọi là lông máu á, thì nhìn nó rất là đẹp, rất là óng ánh. Còn có một màu nữa anh em thể nhìn ở dưới này, đây này anh em xem bên này theo mình luôn. Nó màu vàng rơm này. Màu vàng rơm này thì nó nhìn y như gà. Màu vàng rơm rất là thú vị. Đây mình sẽ bắt một con màu vàng rơm cho anh em xem. Đây anh em nhé, đây là màu vàng rơm ạ. Anh em có thể thấy là cái màu của nó khác với cái màu kia. Nhưng mà cái loại này mình cũng rất thích. Màu vàng rơm mình rất thích anh em nhé. Tại vì nhìn nó giống gà lắm. Màu vàng rơm thì nhìn nó giống gà hơn, mà màu nâu đỏ thì nhiều người họ thích.
anh em có thể màu vàng rơm nó ở thường của nó óng ánh, chứ nó không có màu đỏ, nó chỉ màu óng ánh thôi anh em ạ. Nó thú vị. Đây là con mái anh em nhé, đây là con mái, con ở bên trong là con trống nó to hơn anh em ạ. À, với có một cái là cái đặc điểm nhận dạng của phân biệt chim bồ câu trống mái thì mình làm rất là nhiều rồi, có một số cách như là chổng đuôi hoặc là úp đuôi hoặc là để ý cái mỏ hoặc là để ý ở cái phần hậu môn của nó, con mái của nó thì mình nó khe của nó rất là rộng, còn đối với con trống thì rất là hẹp. Thì mình cũng hiểu đơn giản thôi, đó là nó con mái thì nó cần đẻ trứng mà, còn con trống thì nó không có cái chức năng đó. Đấy, những cặp bồ câu anh em thấy này, nhìn rất đã. Ai đến trại của mình thì họ đều phải thốt lên bồ câu rất tuyệt vời. Những cặp bồ câu ngoài các loại bồ câu hot nhất hiện nay đó là chim bồ câu ti đang thái siêu thịt, thì bồ câu gà Mỹ ở trại của mình thì cũng được rất là nhiều anh em ủng hộ, anh em để ý, rồi anh em đến giao lưu học hỏi và anh em mua giống chẳng hạn. Kiểu như ở trại mình thì luôn có một cái tiêu chí mình cũng nói rất nhiều rồi. Anh Minh Dũng cũng từng chia sẻ đối với mọi người rất là nhiều, đó là không cần mua giống ở trại mình. Ai có nhu cầu mà muốn học hỏi ở trại mình thì đều có thể đến trại này, đều có thể gọi điện cho mình, nhắn tin cho mình thì mình đều hỗ trợ anh em tất nhá. Nhưng mà cũng có một cái anh em đừng có trách mình, đó là nhiều khi gọi điện thì mình không bắt máy á, tại vì mình cũng có những công việc, những cái dự án riêng của mình thì nhiều khi mình chạy xe chẳng hạn, nhiều khi mình về quá mình ngủ thì anh em gọi điện mình không bắt máy, rồi chỉ có một cơ số thôi chứ đa số mình cũng đều trả lời anh em là chat trên mạng xã hội này thì mình cũng trả lời anh em rất là nhiều. Trên YouTube anh em để ý là mình cũng trả lời bình luận của anh em, rồi những cái video thì mình làm đều với mục đích đó là truyền tải thông tin, thông điệp cho anh em. Thứ nhất là nuôi chim bồ câu sao cho hợp lý, rồi đối với những cái chim bồ câu giống mới, đây nhân dịp này thì mình cũng cho anh em xem luôn, đây là chim bồ câu mi mát anh em nhé. Anh em thấy là nó có một cái sự trắng tinh khôi và thuần khiết. Anh em thấy đẹp không? Anh em thấy rất là tuyệt vời. Cặp bồ câu đây là dòng mi mát anh em ạ, màu trắng tinh khôi nhé. Cái loại chim bồ câu này cũng được rất là nhiều người nuôi anh em ạ. Đây là mình cũng phân tích cho anh em luôn. Đó là anh em biết làm gì không? Nó nuôi làm cảnh ở những cái khu du lịch, anh em đi ngang qua hoặc là những cái nhà mà họ nuôi á, như chim bồ câu nhốt trong nhà. Thì thứ nhất, trong nhà khi nào cũng phải có là bồ câu gà. Thứ hai là bồ câu mi mát. Và nếu mà nuôi phục vụ ăn uống thì nuôi thêm khoảng chục cặp, 20 cặp bồ câu thái nữa. Thì đúng là tuyệt vời. Trắng thuần khiết luôn anh em ạ. Mình nhìn vô là mình nhiều khi là mình thấy thích lắm. Có nhiều con ở viền mắt của nó có cả màu hồng nữa anh em ạ. Thì nhìn phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Và dòng mi mát anh em lưu ý đối với những cái tên gọi và những cái giống chim bồ câu nhé. Đây là mình trả lại nó. Rồi. Tại vì ở trại mình nhá, kênh của mình thì cũng có, thứ nhất là nuôi một số loại chim bồ câu. Thứ nhất là để khi mà anh em đến trại, anh em khi mà hỏi mình về cái kiến thức cũng như là hiện nay ở Việt Nam mình có những cái loại bồ câu nào mà người ta hay nuôi ấy, thì mình cũng có những ví dụ cụ thể luôn để cho họ nắm bắt. Chứ nhiều khi mình nói không hoặc là mình đưa hình ảnh cho anh em xem thì nó rất không thực tế. Và cũng may làm sao mình có một cái mạng xã hội YouTube, mình làm những cái video mình truyền tải lên như đó để có gì cho anh em xem thì phải nói rất là tuyệt vời. Thì đây là hàng này thì mình nuôi chuyên một con gà anh em ạ, con gà. Và ở ngoài kia nữa thì mình đang làm một chung quần thể anh em, chung quần thể để nuôi thêm những cái cặp một con gà mà nó to á. Rồi cái lồng này đối với so về kích thước thì nó hơi nhỏ so với bồ câu gà, thì mình cũng đang chuẩn bị rất là nhiều, thứ nhất là mình mở rộng thêm cái quy mô của mình, cũng
rất nhiều những cái dự định của anh em ở hệ thống trại của mình. Thì mình cũng hy vọng là những cái video của mình truyền tải tới anh em thì anh em tiếp tục ủng hộ mình. Và có thể nói là chim bồ câu nó là một cái hướng phát triển kinh tế, còn đối với mình thì nó hơn cả thế nữa, nó hơn cả một hướng phát triển kinh tế. Nó có thể là một cái sân chơi cho mình kết nối với anh em này, mình có một cái kênh để mình đưa những cái kiến thức của tất cả các anh em từ trước giờ làm video, những nội dung của mình để làm sao đưa lên cho anh em xem thôi, để anh em nuôi bồ câu làm sao cho nó thật hiệu quả. Thì clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé. Thì mình cũng rất là hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ mình ở những cái video và những cái dự án sắp tới. Xin chào, tạm biệt tất cả mọi người.